Vâng, cửa hàng Thanh Xuân Lúc Đỏ xin kính chào đến toàn thể tất cả các bác ạ. Thì ngày hôm nay cuối cùng thì em lại lên sóng cho các bác, đây là một con vàng chipat. Một dòng vàng chipat có thể nói là kiểu dáng đẹp nhất trong tất cả các dòng chipat hiện tại trên thị trường luôn. Kể cả 980 cũng không đẹp bằng, hay là 998A cũng không đẹp bằng. Tất cả là chipat đời cao nhất cũng không con nào đẹp bằng con chipat này. Đây là con chipat 920. Phải nói là tuyệt vời đẹp. Vì sao mà em lại nói vậy các bác? Thứ nhất, ở cái màu của nó là cái màu dòng là màu đổ đô, và cái màu này nó khá là hiếm. Thứ hai là cái model chipat 920 này nó được làm toàn bộ bằng nhôm các bác ạ. Đây các bác nhìn này, từ mặt trên, mặt dưới, khung, tất cả mọi chỗ đều làm bằng nhôm hết, và tất cả các góc cạnh của nó đều được cắt này, các bác nhìn này, được cắt này, cắt ghép nối với nhau tầng khớp rất đẹp luôn. Chưa con vàng nào đẹp nhất được như bây giờ hết. Và kể cả bây giờ Siso bây giờ nâng cấp lên thì bây giờ họ kiểu dáng cũng không được đẹp bằng. Thực sự bây giờ là họ làm kiểu là giống như kiểu là cao hơn thì họ làm cố gắng để giảm chi phí thôi. Cho nên là họ bỏ kiểu dáng này. Thực sự đây là cái kiểu dáng mà khá đẹp. Nữa dòng vàng chipat 850 cũng có, nhưng mà nó lại sơn màu đen thì nó không được đẹp bằng. Em thích màu đỏ này, đồ đồ này. Đồ đồ này rất là đẹp các bác ạ. Cho nó tuyệt vời đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đấy, rất là đẹp. Từng cái góc cạnh các bác nhìn xem, từng cái góc cạnh là họ làm, họ cắt CNC hết này. Đây, ghép nối với nhau bằng khớp hết. Đấy, bắt ốc này. Rất đẹp các bác nhìn này. Tất cả từ mặt sau này, mặt hông này, mặt trên, mặt dưới. Mặt dưới cũng được làm bằng nhôm toàn bộ các bác nhá. À, nhôm mà sơn tĩnh điện mà đổ đô rất là đẹp. Và nó rất cực kỳ đẹp. Thế nó là đẹp thật đấy. Đấy, và cái điều đặc biệt ở cái giá của con vàng này thì nó đã rất là tốt. Cực kỳ tốt mà con đời cao chứ bác. Chỉ bắt 920 mà đâu phải đơn giản đâu. À, có phần mềm. Và bên em lại tặng cho các bác điều khiển luôn. Đấy, tặng điều khiển luôn. Và em sẽ nói chi tiết về con vàng này trước, nói giá sau. Về với thiết kế con vàng này, các bác đã biết rồi. Chipat hay Siso bây giờ là cái kiểu dáng thiết kế gần như hào hào giống nhau. Tất cả các đời đều hào hào giống nhau hết. Chẳng có gì khác biệt cả. À, đều là tất cả phía trước được làm mặt kính. Đấy, đó là cái truyền thống của hãng rồi. À, nút nguồn của Chipat thì nó tiện dụng hơn là nó làm ở phía trước. Đấy, nó sẽ làm ở phía trước và chúng ta không phải thò tay ở phía sau. Bây giờ tầm 7%. 7-80% vàng là để thiết kế nút nguồn ở phía sau. Cho nên là chúng ta nếu mà dùng phòng karaoke thì nó tiện dụng hơn. Nhưng mà nếu dùng gia đình thì nó hơi bất tiện một chút. Đó là chúng ta phải thò lại phía sau chúng ta tắt nguồn. Nói chung là nó có ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nhiều người thì thấy hơi phiền. Đấy, nhiều người cảm thấy hơi phiền. Chứ còn đối với em nó còn bình thường, chẳng có gì cả bác nha. Nếu chúng ta có quản lý nguồn thì chúng ta cũng chẳng quan tâm đến cái nút nguồn đó. Chẳng bao giờ đụng tới. Đấy. Con này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ luôn luôn. Nếu mà nói là chipat hay Siso là luôn luôn nó phải có bốn phím cứng, bốn phím nóng, chúng ta gọi là bốn phím nóng đi. Đây là bốn phím nóng là E1, E2, E3 và E4. Đây là bốn cấu hình gọi nóng ra ngoài nhanh nhất. Bây giờ em sẽ cài cho các bác là cả bốn cấu hình luôn. Cấu hình thứ nhất là cấu hình echo revert là 70% echo và 30% revert được dành cho tất cả những ai mà hát không chuyên nghiệp đều hát được, nó sẽ dễ hát. Cấu hình thứ hai bây giờ sẽ nhiều echo, ít echo đi và là 70% revert và 30% echo để chúng ta cho những người hát ngân được chúng ta sẽ hát. Còn phần cấu hình thứ ba là mình echo không. Cấu hình này sẽ dành cho những ai mà không hát được revert, chúng ta sẽ hát echo. Còn cấu hình thứ bốn là cấu hình mà em sẽ cài cho mọi người, đó là cấu hình nghe nhạc. Đấy, chúng ta sẽ thấy là ấn vào cấu hình thứ bốn là bass kép sẽ lên mạnh hơn, chúng ta nghe nhạc cảm thấy nó sướng hơn. Đấy, đó là những cấu hình mà em sẽ cài sẵn cho các bác. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái phím ở đây nữa là chúng ta sẽ cài, và hai cái núm này chúng ta sẽ ấn được để cài đặt bằng tay các bác nha. Con này cài đặt bằng tay cũng khá là đơn giản, không có khó lắm. Trên mạng đã có rất là nhiều video hướng dẫn rồi. Và với con này nó sử dụng là chipat thì nó sử dụng luôn luôn cho các bác là ba màn hình. Đấy, một màn hình chính và hai màn hình phụ về một phần âm lượng của mic và một lần âm lượng của music. Vàng rất là đẹp. Ở phía sau thì tuyệt vời luôn. Cái đặc biệt con vàng này các bác sẽ thấy đó là nó có cụm quang các bác ạ, nó có cụm optical wise. Và em cũng trước khi em nói về cho mọi người là nói giá luôn này. Con vàng này á, nếu các bác mua cách đây khoảng hơn 1 năm đến 2 năm á, thì giá con vàng này dao động tầm khoảng 2 triệu 6 đến 3 triệu một con các bác nha, không có điều luôn. Cứ bác cứ lên mạng mà tra. Tầm khoảng 2 triệu 6 đến 3 triệu. Nhưng mà năm vừa rồi, thực sự năm nay và năm vừa rồi giá nó xuống quá là nhiều và các bác đã hưởng lợi cực kỳ nhiều luôn. Có thời điểm nhá, có thời điểm đầu năm bọn em bán con vàng này thì xuống tầm khoảng 1 triệu 6 rồi. Có 1 triệu 6 các bác ạ, đầu năm bọn em bán con vàng này có thời điểm xuống chỗ khoảng 1 triệu 6. Bởi vì thời điểm đó là pin đi nó rất là rẻ. Đấy, và giá cũng tốt hơn đầu năm thì bán chậm nên là lấy hàng rất là tốt. Đấy, giá tốt bán có 1 triệu 6, thời điểm mà em bán có 1 triệu 6. Nhưng thời điểm bây giờ là thời điểm này là cấm pin dai dẳng thì thực sự nó cũng không lên. Nhưng mà nó lên cái tiền cước các bác ạ, nó lên cái tiền cước vận chuyển từ bên Trung Quốc về á, cái tiền mà tiền thuế á. Chúng ta gọi là tiền thuế đóng để mà về á. Cho nên là nó lên một chút. Đấy, nhưng mà nó chẳng đáng bao nhiêu cả.
Thay vào đó là bên em đã tặng cho mọi người đầu khiến. Hiện tại bây giờ con vang này, hiện tại bên em không giấu cho mọi người, bán cho mọi người với giá là 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng thời điểm giờ nhá. Các bác tính em thời điểm bây giờ, chứ không tính thời điểm trước hoặc thời điểm sau. Sao có thể trẻ hơn hay mắc hơn thì không biết, nhưng thời điểm này là bọn em nhập vào như thế nào em bán như vậy. Là 1.800.000 đồng, các bác có cũng quăng luôn. Và con vang cực kỳ đẹp. Sẽ có, em nhớ nhầm là trong lô này có 1-2 con là nó sẽ chảy, nó bị chảy hết cái nắp này này. Thì bọn em nào con đó là bọn em sẽ bán cho mọi người 1.600.000. Đúng cái giá như ngày xưa là bán gần như cũng 1.600.000 là tính cũng chẳng có công nữa đâu. Có 100.000 đồng công là cũng, vì nó không có đáng bao nhiêu các bác ạ. Vang này bán gần như là chỉ được một vài trăm tiền công thôi. Nó chẳng đáng bao nhiêu. Thế nên là giá nó sẽ lên theo thị trường. Khổ vậy đấy. Đấy cho nên là nếu các bác mua bây giờ thực sự các bác lời tới so với ngày xưa tới khoảng 1.000.000 đồng số con vang này. Đấy, mà ngoài ra bên em bán cho mọi người sẽ kèm cho các bác một cái remote luôn. Remote các bác nha. Cái chipad đặc biệt một cái hay số các bác thích ghép cái remote nào cũng được. Các bác thích cái remote này, không thích kiểu dáng này, các bác mua một cái remote khác các bác ghép vào cũng được. Nó sẽ ăn hết, bác sẽ dùng một cái phần mềm để ghép với nó. Phần mềm của hãng đi theo nhá, bên em cho các bác luôn nha. Bên em cho các bác phần mềm luôn, các bác sẽ cài luôn. Các bác thích cái remote nào cũng được, kể cả các bác muốn cái remote TV các bác nó ăn vào cân vang này cũng được luôn. Đấy, nó lại hay như vậy các bác. Rất là tuyệt vời nha, mà con vang thì đẹp, phải nói được tuyệt vời đẹp. À, phía sau chúng ta sẽ có là 4 cổng canon, LED right, center và surround bằng cổng canon. Mà ngoài ra chúng ta sẽ có động đường hoa sen nữa. Hai đường hoa sen của đường LED right của chúng ta dùng hoa sen dùng âm ly, và một đường center và đường sub của hoa sen nữa. Đấy, con này thì nó áp dụng cổng quăng, cho nên chúng ta chỉ nó chỉ áp dụng cho chúng ta là một đường vào bằng hoa sen và một đường vào bằng quăng thôi. Cho nên là chúng ta lưu ý, mic thì tất cả vang chipad hay CISO là cổng mic nằm phía sau hết, không có cổng mic phía trước. Bởi vì họ muốn làm cho nó đẹp mà. Cho nên tất cả cổng mic sẽ nằm phía sau và âm lượng nằm ở đây luôn. Đấy, âm lượng nằm đây hết các bác nha. Cực kỳ đẹp luôn. Nó đẹp lắm các bác, nó đẹp thật đấy. Chipad 920 mà đâu có đơn giản đâu bác. Ngày hôm nay nó giá lên vậy quá tốt luôn. Thực sự có thời điểm em mà lấy được một số lô nhưng mà không chiếc đẹp vào đâu. À, cái đợt đầu năm mọi người bán mà em bán 1.600.000 thì nó không đẹp bằng cái này. Bởi vì là nó chảy hơn. Nhưng mà lô này đẹp thật, lô này thực sự là nó thêm 100-200 ngàn, nhưng mà nó quá đẹp luôn. Ngày xưa thì bán không được tặng remote, nhưng bây giờ thì 1.800.000 các em tặng remote cho mọi người luôn, về dùng nó thoải mái. Đấy các bác nha. Đấy là những bác nào đang có nhu cầu những con vàng đẹp như thế này, thực sự nó đẹp, phải nói là đẹp thật luôn, có đẹp các bác nhìn, thực sự nó rất là độc đấy. Bởi vì cái màu đồ đô này không phải là chỗ lúc nào chỗ nào cũng có, màu đồ đô rất là đẹp luôn. Và với cái giá nó chỉ là 1.800.000 đồng, thực sự quá tốt luôn. Và giá tại cửa hàng các bác nhé. Những bác nào đang có nhu cầu con vang này liên hệ ngay cửa hàng bên em. Chỉ 1.800.000 đồng các bác có ngay cái remote thời điểm bây giờ. Tính thời điểm bây giờ là tháng mấy các bác nhỉ? Thời điểm là tính là tháng 6 à? À đúng là 30 tháng 6 năm 2020 các bác nhé. Đấy, em tính giá thời điểm bây giờ. Còn có thể về trước thì rẻ hơn hay về sau rẻ hơn thì không biết. Em tính giá bây giờ thời điểm này là giá cả như thế. À, thời điểm này hẳn thẳng các bác là đang cấp pin gọi là siêu ngặt luôn. Và để vận chuyển được con vang này về Việt Nam bên em phải tính bằng kg các bác nhé. Ngày xưa là tính lô. Đấy, ngày xưa là tính gọi là bốc theo thùng thôi. Nhưng bây giờ để vận chuyển được một con vang này về bên em phải tính bằng kg. Bác thấy kinh khủng không? Cho nên là rất là khó khăn luôn, bán nó khó khăn lắm. Nên mọi người nếu mà thực sự yêu quý con vang chipad liên hệ ngay cửa hàng bên em các bác nhé. Giá cực đẹp và vang cực kỳ đẹp luôn. Hàng tuyệt vời hay các bác nhé. Xin cảm ơn các bác ạ. Và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Nếu bác nào yêu quý kênh Xuân Trúc Đỏ, với lòng hãy đăng ký kênh và cũng như ủng hộ cho em một nút like. Xin cảm ơn mọi người.